một chiếc bếp thương hiệu lớn, thương hiệu Zinai các bác nhé. KGMK33 này. Con này thì có màu ghi sáng phía trên và màu kem nhé. Phía mặt trên của nó là màu kem này. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xuất Hiếu Nhật Bãi. Video này thì em chia sẻ đến các bác một chiếc bếp ga màu sáng. Con này thì thực ra là ví dụ như con này thì còn zin này, còn rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái mặt của nó thì sẽ trong quá trình vận chuyển thì nó hơi bị sức một chút, nên là bên em đã chấm sơn những cái vị trí như thế này này. Đây này, đây này, chân kiềng này. Đây, em đứng xa ra một chút là những cái vị trí tối này, những cái vị trí bị chấm sơn các bác nhá. Nhưng mà hình thức bên ngoài thì cũng còn rất là đẹp. Đấy, đây em đi xa một chút này. Nếu như mà các bác không để ý đến những cái phần đấy thì nội thất con này hoặc là cái ngoại quan bên bên hông trái và hông phải còn rất là đẹp này. Mỗi tội là cái mặt nó bị sức một chút nên là bên em lại chấm sơn rồi nhá. Đây, con này thì đời 2018 ạ. Đời 2018, đời rất là cao luôn. Một con cơ bản, nồi đồng cối đá, cực kỳ bền. Cái phần đây, cái phần mâm nhiệt của nó thì đang còn vuông thành sắc cạnh các bác này. Đấy các bác nhá. Họng của nó thì sẽ là bằng hợp kim nhôm. Đây, hợp kim nhôm này, bo lửa cũng bằng hợp kim nhôm. Kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này đang còn rất là mới luôn. Lửa lên lại cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây. Đây, lửa lên cực kỳ xanh luôn này. Xanh rất là xanh. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Các bác mà không để ý đến hình thức của nó một chút, những cái mặt này này thì có thể lấy con này nhá. Con này thì có một chiếc lò nướng cũng đang còn sáng này, cực kỳ sáng luôn nhá. Đây. Rất là sáng này. Lò nướng đang còn sáng trưng luôn. Đó, rất là đẹp này. Lửa cũng xanh này. Nội thất đang còn sáng này. Đây, khay chứa pin này. Các tính năng nước trào, tắt lửa khóa ga, cạn nồi tắt lửa khóa ga hoặc là gió thổi tắt lửa khóa ga thì đều hoạt động hoàn hảo nhé. Em test xem là đã khóa ga hay chưa nhé. Đấy, gió thổi tắt bếp thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga, bếp đã khóa ga nhé. Bên bếp phải thì đạt đến 200 độ thì nhỏ lửa 250 độ C thì đã tắt lửa và khóa ga luôn này. Trong khi hai bếp còn hoạt động các bác nhé. Đấy, trong khi hai bếp còn hoạt động này, em nhấn về trạng thái cũ này. Con bếp này thì đời 2018, đời cao nên là giá thành nó sẽ cũng cao, nhưng mà em bán trong cái clip này, cái video này là 2.400.000 các bác nhá. 2.400.000 thôi là mình sẽ sở hữu ngay một chiếc bếp Zinai nồi đồng cối đá. Trong cái mùa Tết đến xuân về này thì bên em miễn phí vận chuyển cho các bác, bảo hành cho các bác 1 năm, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Các tính năng của bếp thì em đã test, nó hoạt động rất là tốt. Nên nếu mà mình quan tâm, mình muốn sở hữu chiếc bếp này thì có thể gọi cho em theo số điện thoại 0982 035 091. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhé.